Đây, con nhìn mắt con đi. Con nhìn mắt con xem. Con xem quá nhiều tivi rồi. Con nhìn thấy chưa? Con nhìn thấy thế này con còn muốn xem tivi không? Không. Con xem tivi nữa không? Không. Để mẹ lấy điều khiển cho con xem bây giờ. Ai hốt đi mà. Wow, thơm quá. Đây là lần đầu tiên mình gặp cô ấy ngoài đời sau bao nhiêu lần hẹn hò trên mạng. Không biết cô ấy như nào đây. Oh, cô ấy kia rồi. Thật là đẹp. Hello anh thấy em có đẹp thế nào? Anh này em nhìn cũng đẹp đó. Em có thể xoay một vòng cho anh xem được không? Ai hốt đi mà. Lan nha cô. Trốn Việt Nam, trốn Việt Nam. Trốn I do.